Này, tiếp tục chính thức nhập đội về cho anh Sáu Hoàng tiếp tục không quý vị. Thì cây này mình cũng có đăng lên cái tác cộng đồng mình 2 ngày trước rồi, thì cũng có một số anh em cũng gọi cũng hỏi giá, mà thực tế giá là chưa tới giá của chủ vườn không quý vị. Cuối cùng thì anh Sáu Hoàng anh cũng coi, cũng anh cũng chốt nhanh con lẹ quý vị. Anh hỏi sao cây này mày không gửi cho anh, tại em tưởng không vô phơm ảnh, mình tưởng không vô phơm ảnh quý vị. Cuối cùng ảnh là thôi lấy cây này cho ảnh luôn, thì mình cũng hỗ trợ ảnh ha, thì mình cũng chân thành cảm ơn ha anh Sáu Hoàng với anh chủ vườn ha quý vị. Giống như tất cả quý vị ha, luôn đồng hành ủng hộ kinh tế quý miền vườn Đông Xuất thời gian qua quý vị, thì mình luôn làm cầu nối hỗ trợ những anh em mua bán cây kiểng trên cả nước ha. Những cây nào cũng giá trị, có tiềm năng mà đúng phải đúng giá trị cây quý vị, mình đều hỗ trợ hết ha. Cũng có một số khách hàng gửi mình những cây kêu mình hỗ trợ bán, mà thực tế những cái cây đó là nó chưa đủ cái hội tụ đủ yếu tố không quý vị. Cây nói chung là hoành lớn thì cũng có một số khách hàng gửi cho mình cây 70-80 hoành thì cũng có, nhưng mà mấy cây đó thực tế nó chưa có đủ cái tiềm năng quý vị, nó được cái xác à, nên cái giá trị cũng có mấy anh em đưa ra mình không hỗ trợ được ha. Quay giáo rồi bán lại cho thằng Mai Sáu Hoàng rồi. Đâu, tốt tài khoản rồi. Không, nó đang ngắn nha. Chút xíu rồi. Không có, tại em lấy dây á, giật cái đọt cái sợ tày chứ nó không có gì đó. Kỹ vậy. Cây này nằm đâu? Bến Tre. Ở Mó Kè Bắc.
Sớm cũng nghĩ nghĩ cắt cái tay đó. Thank you.